chia sẻ cho nhau những khó khăn thì đó là cái điều quan trọng nhất để giữ cái tình yêu lâu dài. Con hình dung cái người yêu của con phải như thế nào? Con cũng không có quá đề cao về ngoại hình đâu cô ạ. À, chỉ cần cao trên 1m65 là được ạ. Dạ, 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 con. Dạ. Cao 1m65 hả? Dạ. Anh này hơn 1m65 nữa. Thân hình hơi ốm ốm một xíu chú ạ. Ốm ốm chút xíu hả? Này cũng không được ốm lắm. Nói chung là tròn tròn. Dạ, tròn tròn thì dễ thương. Nhẹ nhàng thôi, không có mập đâu. Sao nữa nè? Dạ, con thì không có thích cái kiểu mà theo cái mốt hiện đại bây giờ là kiểu mà tóc mà cứ highlight và highlight xong rồi cắt tỉa sọc sọc ngang ngang á. Là yên tâm quân đội là mấy cái đó khó. Dạ, gương mặt ưa nhìn là được. Con không thích điều gì ở đàn ông? Cái điều mà con không thích nhất đó là vô tâm. Với hai nữa đó là sự lừa dối. Và đặc biệt là nếu như mà người đàn ông có một sở thích đó là tứ độ tường thì chắc có lẽ là con rất là thôi, sợ điều đó. Vô tâm mà lừa dối tứ độ tường đó thôi. Dạ. Bó tay rồi. Để tôi qua tôi hỏi đồng chí Đức. Đây, đồng chí Đức là hot boy đó. Nhưng mà đồng chí Đức nãy giờ nghe bạn bên đây nói là thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó. Ví dụ như cao trên 1m65 nè, là mình cao nhiêu? Dạ, em cao 1m72. Rồi, có tứ đổ tường không? Sao mà tứ đổ tường? Dạ, hỏi chi câu này? Không, mình khẳng định liền không. Cần gì hỏi? Để cho bạn từ yên đầu tâm rồi. Không? Ừ, không. Rồi, bạn có vô tâm không? Làm gì có. Không, không có. Có mạnh mẽ không? Dạ, cái này chưa biết. Có mạnh mẽ là mình phải ăn to nói lớn lên cho bạn gái mình để tin tưởng. Rồi, bây giờ hỏi Đức mẹ, giờ Đức thích cái người con gái bên đây phải như thế nào? Mà bạn gái không cần phải đẹp quá, đơn giản, cao từ 1m60 trở lên. Em trai giới thiệu về mình. Rồi đầu tiên em chào anh Linh, em chào chị Vân. Chào em. Toàn thể khán giả đang có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Em là Ngô Hồng Đức, hôm nay 24 tuổi, nghề nghiệp là bộ đội. Hiện tại em đang công tác tại phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Em đến đây tìm người yêu đúng không? Dạ. Rồi, mình giới thiệu về bản thân coi nào. Dạ, trước hết thì cho con xin phép được chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào người bạn ở bên kia. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thúy Duy, năm nay con 25 tuổi và con đến từ vùng đất Kiên Giang ạ. Và hiện tại thì con đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của con là biên tập viên trong một tạp chí ạ. Mà tại sao Thúy lại thích có chồng là bộ đội? Thật ra thì trước đây thì mơ ước của con được thi vào trong quân đội cô ạ. Tuy nhiên thì có một cái khiếm khuyết về chiều cao thì nên là con không có thể tham gia thi được. Và con muốn tìm một người nữa còn lại của mình là thực hiện ước mơ cho mình ạ. Với hai nữa là quân đội thì mình cảm thấy các anh rất là kiểu như là rất là chững chạc và chín chắn, có thể cảm giác được mình được bảo vệ á cô. Bây giờ Đức giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Về cái ưu điểm của em thì làm được những công việc như nội trợ đó nha. Nội trợ nấu nướng ha. Dạ, nấu ăn thì em không có nấu được, nhưng mà như giặt giũ, chén bát nhà cửa lo được. Nếu của em thì hay rụt rè, như hiện tại trên đây là rụt rè. Dạ, gặp đối phương thì em nhét. Có hút thuốc hay là có rượu bia gì không Đức? Em không có rượu bia, hút thuốc thì lúc trước em có hút mà rồi bỏ rồi. Bên đàn gái cho chúng tôi biết ưu khuyết điểm chút xíu đi nè. Ưu điểm của con là một người khá là hoạt bát, vui vẻ. Và cái hai nữa là con là người có tính tự lập khá là cao. Và con rất là thích tạo động lực cho người khác. Mỗi khi mà người khác vui á, thì mình cũng có động lực và mình cũng có niềm vui ạ. Còn một trong những cái khuyết điểm lớn nhất của con đó có lẽ là con mù đường ạ. Thật ra thì khi đi đường mà con mà không bật Google Maps là kiểu gì con cũng không định vị được cái phương hướng để mình đi ạ. Cái điểm yếu thứ hai có lẽ là hơi khó tính một xíu ạ. Thiên về hơi một cái hướng đó là truyền thống và sống trong môi trường hiện đại thì con vẫn là hòa nhập với môi trường hiện đại. Tuy nhiên thì truyền thống thì vẫn tôn kính gia đình nè. Vẫn là lễ phép kính trên nhường dưới thì điều đó là con vô cùng quan trọng ạ. Rồi, dạ. Trời, cái đó là quá hay luôn đó. Dạ. Như vậy thì là sẵn đây là con nói luôn về cái tình sử của mình đi. Con có mấy mối tình rồi? Thật sự là chưa có những cái mối tình gọi nào là chính thức, nhưng mà có những cái mối tình mà con gọi đó là mối tình hoa 10 giờ á cô. À vậy hả? Sớm nở tối tàn á hả? Dạ đúng rồi ạ. Chỉ là mối tình thời cấp 3. Say nắng đồ này kia dạ, nọ. Dạ dạ đúng ạ. Đó, nhà trai ơi nghe chưa?
cô gái bên đây coi như là chưa yêu đó. Chưa có mối tình nào hết. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối đầu tiên thì hồi cấp 3. Mối tình thứ hai em thì cũng được 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là em đi học ở xa. Em học ở đâu? Em học tại Nha Trang, mới ở Tây Ninh. Vậy là yêu xa đó, bây giờ Đức vẫn ở Tây Ninh. Bây giờ nó cũng xa đó. Con quan niệm như thế nào? Con có cảm giác là mình có thể chấp nhận được yêu xa không? Có chịu đựng được không? Trong tình yêu con không có quan trọng đó là khoảng cách. Tại vì khoảng cách và cái thời gian nó chưa quyết định được gì. Nếu như mà hai người thật sự thấu hiểu cho nhau, đồng cảm và chia sẻ cho nhau những khó khăn, thì đó là cái điều quan trọng nhất để giữ cái tình yêu lâu dài. Con hình dung cái người yêu của con phải như thế nào? Con cũng không có quá đề cao về ngoại hình đâu cô ạ. Chỉ cần cao trên 1m65 là được ạ. Dạ. Cao 1m65 hả? Dạ. Anh này hơn 1m65 nữa. Thân hình hơi ốm ốm một xíu chú ạ. Ốm ốm chút xíu hả? Này cũng không được ốm lắm. Nói chung là tròn tròn chút xíu. Dạ, tròn tròn thì dễ thương. Nhẹ nhàng thôi, không có mập đâu. Sao nữa nè? Dạ. Con thì không có thích cái kiểu mà theo cái mốt hiện đại bây giờ là kiểu mà tóc mà cứ highlight highlight xong rồi cắt tỉa sọc sọc ngang ngang á. Yên tâm, quân đội là mấy cái đó khó. Dạ, gương mặt ưa nhìn là được. Con không thích điều gì ở đàn ông? Cái điều mà con không thích nhất đó là vô tâm. Với hai nữa đó là sự lừa dối. Và đặc biệt là nếu như mà người đàn ông có một sở thích đó là tứ độ tường thì chắc có lẽ là con rất là sợ điều đó. Vô tâm mà lừa dối tứ độ tường đó thôi. Dạ. Bó tay rồi. Để tôi qua tôi hỏi đồng chí Đức. Đây, đồng chí Đức là hot boy đó. Nhưng mà đồng chí Đức nãy giờ nghe bạn bên đây nói là thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó. Ví dụ như cao trên 1m65 nè, là mình cao nhiêu? Dạ, em cao 1m72. Rồi, có tứ độ tường không? Sao mà tứ độ tường? Dạ, hỏi chi câu này? Không, mình khẳng định liền không. Cần gì hỏi? Để cho bạn từ đầu rồi. Không? Không. Rồi, bạn có vô tâm không? Làm gì có. Không, không có. Có mạnh mẽ không? Dạ, cái này chưa biết. Có mạnh mẽ là mình phải ăn to nói lớn lên cho bạn gái bên đây tin tưởng. Rồi, bây giờ hỏi Đức mẹ, giờ Đức thích cái người con gái bên đây phải như thế nào? Mà bạn gái không cần phải đẹp quá, đơn giản, cao từ 1m60 trở lên. Có luôn. Không cần mập hay ốm. Vừa vừa người đúng dạ, không? Dạ, vừa người. Có luôn. Quan tâm cho người xung quanh đúng xung không? Quanh. Có luôn. Rồi có phải về làm dâu không? Dạ, tất nhiên là có vậy. Làm dâu Tây Ninh ha, về Tây Ninh làm dâu ha. Hỏi cô gái kia có thể làm dâu được không? Dạ, nếu mà sống chung với ba mẹ thì càng vui. Vui đó hả? Dạ. Làm dâu ba mẹ, làm dâu quân đội. Dạ. Dạ. Thôi, hôm nay đi, là... Mình đi với ai? À dạ, thưa cô thì hôm nay con đi với một người bạn thân của con ạ. Rồi, chào bạn rồi. Thân. Xin chào chú Huyền Linh, cô Hồng Vân và các khán giả trường quay ạ. Em là bạn của chị Duy. Nghe chị Vi có vẻ như là lanh lẹ đúng không ạ? Nhưng thật ra là có những lúc rất là yếu lòng. Thì cái vẻ, cái sự quan tâm của anh đây sẽ bù trừ được cho chị Vi rồi. Và chị cũng rất là thích những cái mẫu đàn ông có thể san sẻ việc nhà đấy ạ. Thì anh đây lúc nãy mới vừa nói xong là sẽ biết giúp đỡ việc nhà đúng không ạ? Thì em hy vọng là sẽ giữ lời hứa nếu như hai người đến với nhau ạ. À, chị em mình có nói với nhau đấy ạ. Thì là duyên thì cứ nhanh cho cơ hội đi ạ. Em đã có người yêu chưa? Dạ chưa ạ. Chưa hả? Dạ. Vậy làm mấy số sau lên đây ngồi nha. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Rồi, em đi với ai? Dạ em đi với Dượng của em. À Dượng. Đồng dạ, nghiệp Dượng. Cơ quan em. Bây giờ cho Dượng phát biểu trước đi xong rồi mời thủ trưởng. Thủ trưởng nha. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị có mặt ở đây. Mình là Dượng của em Đức. Dượng là anh em cột chèo với ba. Dạ dạ dạ. Đức thì ở nhà thì rất là hiền. Nhà thì có hai anh em. Mà em thì cách nhau chắc cũng hơn 10 tuổi. Còn ba mẹ Đức thì rất là dễ. Dượng năm thấy thì được rồi đó. Mong rằng ba mẹ con sẽ có được một cô con dâu miền Tây. Dạ, cảm ơn Dượng. Thấy được ha. Mời thủ trưởng ạ. Dạ, xin chào hai MC Huyền Linh và Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay và khán giả xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò qua màn ảnh nhỏ. Tôi tên là Quỳnh Trung Hậu, là thủ trưởng của đồng chí Đức. Thì qua cái quá trình mà công tác chung với đồng chí Đức thì thấy là đồng chí Đức là nhiệt tình, năng nổ. Nhưng mà cái nhược điểm thì chúng ta nó thấy đồng chí là hơi rụt rè nhút nhát, cụ thể trước đám đông mà đặc biệt hơn là phụ nữ. Bù lại là đồng chí này khi mà được giao nhiệm vụ gì thì làm cũng rất là chu toàn, là có trách nhiệm. Hy vọng rằng hai bạn sẽ báo tin vui cho đơn vị sớm nhất,
Cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Thôi bây giờ mình nói nha. Bây giờ mình mở rào ha. Rồi, mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Chào em. Thủ tục đầu tiên. Quà đi nữa nè. Trái tim mang hình viên đạn. Khi nào mà mở rào ra mà hai cặp mà nối là mình biết là có tín hiệu rồi đó. Mua quà này. À dạ em cảm ơn anh ạ. Ở đây thì em cũng có một món quà tặng anh. Thì đây là đặc sản của quê em. Thì tặng anh một chút vị mặn của Kiên Giang nha. Rồi, à, và cái thứ hai nữa thì em tặng cho anh một cây bút. Em là biên tập viên thì chuyên viết về rất là nhiều. Tuy nhiên thì muốn anh là luôn mang theo bên mình. Đặc biệt là note lại những cái gì mà anh sẽ quên. Cảm ơn em. Dạ. Ừ, Đức ơi, Đức nói cho bạn biết sao mà Đức tặng đồng hồ vậy? Dạ, cái này món quà của em làm thì... đây là nó là hai cái trái tim lớn nhất, nó đầy đặn nhất thì em dành cho bạn, còn nửa trái tim còn lại thì của cả hai. Ồ, đó nha. Thì lần đầu tiên anh gặp em dễ thương hơn anh tưởng tượng. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái cảm nhận đầu tiên của em khi mà được mở rào ra thì thật sự là nhìn anh rất là chín chắn. Cái thứ hai nữa là nó toát lên một cái gì đó, sự chân thành. Mình rất là trân quý về cái điều này. Anh có thể cho em hỏi một xíu câu hỏi không ạ? Nói lớn lên coi. Em cứ hỏi. Dạ, theo anh cái điều quan trọng nhất trong tình yêu nếu mà chúng ta đến vực với nhau đó là gì ạ? Theo anh cái điều mà quan trọng nhất khi mình đến với nhau thì cả hai đều hiểu nhau, chia sẻ, quan tâm, vui buồn cho nhau. Dạ. Dạ như thế là đủ rồi ạ. Anh thấy em là một cô gái khả ái, biết chia sẻ, biết quan tâm. Đức mong gì? Đức mong cổ làm sao? Anh mong em là sẽ ở bên cạnh anh. Dạ. Thôi. Không vậy trời ơi. Còn bài hát muốn dành tặng cho em. Ây dạ. Ngày hôm nay. Dạ dạ em sẵn sàng. Đứng lên. Dạ. Tiến về quay hát rồi nghe. Nắm tay hát rồi. Đúng rồi, đó thoải mái lên. Mình nhìn quay. Lên nào. Nắm tay rồi hát rồi coi. Mình giao luôn. Xin được hát tặng em bài Hình Bóng Của Mây. Nữ đứng lên luôn đó. Dạ. Cho bạn có khí phách coi. Nếu hạnh phúc có trên trần gian. Không. Hai đứa quay mặt nhau đứng giống chọc cờ quá. Đó, nhìn mặt nhau mà hát cho nó. Thì hạnh phúc với anh chỉ là được bên em yêu thương. Từng giây phút em đêm chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi. Nếu không có em trong đời anh thì ngày qua với anh chỉ là kỷ niệm và buồn vui, cùng nỗi nhớ ghép lại những lần đầu mất một bóng hình. Ngày hôm qua anh tiễn em trên con đường đầy lá bay, những tiếng đàn sầu cùng với mưa buồn biết mấy. Ngày hôm nay nhìn đôi mắt nâu bận chợt gặp nụ cười gương vui, muốn ôm chặt lấy em nhưng sao lại thôi. Ngày hôm nay anh mơ thấy em những giấc mộng hiền về giữa đêm, anh cố chạy đến bên mà sao xa mãi, lại giơ cao đôi cánh tay mà không sao giữ lại, chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa. À. Trời ơi, yeah, quá dữ hay luôn. Quá à. Dạ, quá dữ. Anh hát hay quá. Rồi, dạ. Đáp lại liền, em gái. Nhưng mà anh hát hay quá thì con sẽ hò một cái điệu hò ở miền Tây thôi ạ. Hò thương nhau mấy núi cũng chèo
mấy sông cũng lội họ, chứ mấy sông cũng lội, mấy đều em cũng qua. Hay. Trời ơi. Dạ. Họ cũng hay mà. Dạ, em cảm ơn anh. Bấm nút được rồi đó Linh. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại con tim của mình. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó nha các bạn. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đấy. Nào, trời tay Linh nhau ơi. Linh Vân nghe hai tiếng cạch cạch mình nó Vân thiệt cái muốn hòa vỡ luôn á, thực sự mà nói luôn. Hai nửa trái tim nó đang hòa là quyền với nhau ha. Rồi, bây giờ là đến màn hồi hộp nhất. Đức sẽ đặt nụ hôn đầu tiên lên má của người con gái của mình. Vén tóc nhẹ nhàng. Tăng 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 tăng. Bên má mẹ đó, má nào cũng được. Nhẹ nhàng lên má. Để tự trẻ nó làm đi Vân. Nó đang rối, để mình phải chỉ. Không, ở má. Ở má mọi người ơi, ở má chứ không phải là ở trán. Ở trán là giống như là anh hung em hoặc là cha hung con vậy đó. Còn đây là ở má. Rất là cưng, nhẹ nhàng cưng. Thưa quý vị, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn có thể tới đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Đây là quà kỷ niệm của hai đứa. Và chương trình xin chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video call cho nhau thông qua ứng dụng Mucha. Thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Nha. Rồi, hãy nắm tay nhau thật chặt. Đưa nhau đi đến những nơi nào mà các bạn thích. Nào. Dạ. Đưa về Tây Ninh luôn.